Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 2 môn lịch sử và địa lý lớp 7 sách cánh diều. Các em lưu ý đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo giúp cho các em ôn tập, không phải là đề thi chính thức. Phần A lớn, phân môn địa lý. Một La Mã trắc nghiệm, lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây. Câu 1. Ở châu Đại Dương có những loại đảo nào sau đây? A. Đảo núi lửa và đảo san hô. B. Đảo núi lửa và đảo tự nhiên. C. Đảo san hô và đảo nhân tạo. D. Đảo nhân tạo và đảo tự nhiên. Như vậy, châu Đại Dương có những loại đảo, đó là đảo núi lửa và đảo san hô. Như vậy, câu 1 chọn A. Câu 2. Thực vật bản địa đặc trưng ở châu Đại Dương là A. Tràm và rừng tre. B. Ngân hoa và quế. C. Rừng dừa và mỡ. D. Keo và bạch đàn. Như vậy, thực vật bản địa đặc trưng ở châu Đại Dương đó là keo và bạch đàn. Như vậy, câu 2 chọn đáp án D. Câu 3. Các đảo quần đảo ở châu Đại Dương nghèo nàn về tài nguyên. A. Hải sản. B. Lâm sản. C. Khoáng sản. D. Du lịch. Như vậy, các đảo quần đảo ở châu Đại Dương nghèo nàn về tài nguyên, khoáng sản. Như vậy, câu 3 chọn C. Câu 4. Phía Tây của Australia chủ yếu là A. Sa mạc lớn và các hoang mạc. B. Đồng bằng rộng lớn. Vịnh biển. C. Dãy núi dài và chạy dọc ven biển. D. Bồn địa rộng lớn bằng phẳng. Như vậy, phía Tây của Australia chủ yếu là sa mạc lớn và các hoang mạc. Như vậy, câu 4 chọn A. Câu 5. Mật độ dân số trung bình ở Australia năm 2020 là A. 2 người trên km vuông. B. 3 người trên km vuông. C. 4 người trên km vuông. D. 5 người trên km vuông. Như vậy, mật độ dân số trung bình của Australia năm 2020 là 3 người trên km vuông. Như vậy, câu 5 chọn B. Câu 6. Quốc gia đầu tiên đưa người đến định cư và khai phá Australia là A. Pháp. B. Anh. C. Tây Ban Nha. Và D là Bồ Đào Nha. Như vậy, quốc gia đầu tiên đưa người đến định cư và khai phá Australia đó là Anh. Như vậy, câu 6 chọn B. Câu 7. Australia đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác. A. Khí đốt, than sắt, đồng và bauxit. B. Sắt niken, đồng kim cương chì. C. Bauxit, dầu mỏ, vàng, đồng apatit. D. Than đá uranium, niken và chì. Như vậy, Australia đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác than đá, uranium, niken và chì. Như vậy, câu 7 chọn B. Xin lỗi, câu 7 chọn D. Câu 8. 12 quốc gia ký hiệp ước Nam Cực vào thời gian nào? A. Ngày 1 tháng 11 năm 1958. B. Ngày 1 tháng 10 năm 1957. C. Ngày 1 tháng 12 năm 1959. D. Ngày 12 tháng 1 năm 1958. Như vậy, 12 quốc gia ký hiệp ước Nam Cực vào thời gian đó là vào ngày 1 tháng 12 năm 1959. Như vậy, câu 8 chọn C. Câu 9. Toàn bộ lục địa Nam Cực bị băng phủ tạo thành các A. Sông băng khổng lồ. B. Núi băng khổng lồ. C. Cao nguyên băng khổng lồ. D. Đồng bằng băng rộng lớn. Như vậy, toàn bộ lục địa Nam Cực bị băng bao phủ tạo thành các cao nguyên băng. Tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ. Như vậy, câu 9 chọn C.
Câu số 10. Châu Nam Cực còn được gọi là A. Cực nóng của thế giới, B. Cực lạnh của thế giới, C. Cực lục địa của thế giới, D. Tân lục địa của thế giới. Như vậy Châu Nam Cực được gọi là cực lạnh của thế giới. Như vậy câu 10 chọn B. Câu 11. Một trong những đô thị cổ đại ở phương Đông là A. Babylon, B. Athens, C. Venice, D. Paris. Như vậy một trong những đô thị cổ đại phương Đông đó là Babylon. Như vậy câu 11 chọn A. Tiếp theo câu 12. Các đô thị cổ đại phương Đông thường ra đời ở khu vực nào sau đây? A. Những vịnh cảng ven địa Trung Hải, B. Vùng đồi núi và các cao nguyên, C. Vùng dân cư lãnh thổ, vùng dân cư cạnh lãnh địa phong kiến, D. Trên lưu vực các dòng sông lớn. Như vậy các đô thị cổ đại phương Đông thường ra đời ở khu vực trên lưu vực các dòng sông lớn. Như vậy 10, câu 12 chọn đáp án D. Tiếp theo hai La Mã tự luận. Giải thích vì sao Australia là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng. Australia là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng là vì Australia là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa. Đất nước tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc tộc, hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống. Có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới với văn hóa bản địa. Tiếp theo B lớn, phân môn lịch sử, 5 điểm, 1 La Mã trắc nghiệm. Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây. Câu 1. Chiến thắng nào của khởi nghĩa Lam Sơn đã buộc quân Minh phải chấp nhận kết thúc chiến tranh? A. Tân Bình Thuận Hóa, B. Tốt Động Chúc Động, C. Chi Lăng Xưng Giang, D. Ngọc Hồi Đống Đa. Như vậy chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn đã buộc quân Minh phải chấp nhận kết thúc chiến tranh ở Chi Lăng Xưng Giang. Như vậy câu 1 chọn C. Câu 2. Trong những năm đầu hoạt động 1418-1423, nghĩa quân Lam Sơn đã A. Gặp rất nhiều khó khăn thử thách, B. Làm chủ được nhiều vùng đất rộng lớn, C. Giành được nhiều thắng lợi quan trọng, D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Như vậy trong những năm đầu hoạt động thì nghĩa quân Lam Sơn đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Như vậy câu 2 chọn A. Câu 3. Bộ luật nào sau đây được ban hành dưới thời Lê Sơ? A. Hình thư, B. Hình luật, C. Luật Hồng Đức và D. Là luật Gia Long. Như vậy bộ luật được ban hành dưới thời Lê Sơ đó là luật Hồng Đức. Như vậy câu 3 chọn C. Câu 4. Vị vua nào được nhắc đến trong câu đấu sau đây? Vua nào lập hội Tao Đàn giữ vai chủ sói mở mang nước nhà? A. Lê Thái Tổ, B. Lê Thánh Tông, C. Lê Nhân Tông và D. Lê Thánh Tông. Như vậy vị vua được nhắc đến trong câu đố trên đó là Lê Thánh Tông. Như vậy câu 4 chọn đáp án D. Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh thành lập nhà Lê Sơ?
Nhà Lê Sơ được thành lập trong bối cảnh nào? A. Lê Lợi tiến hành đảo chính lật đổ sự tồn tại của nhà Hồ. B. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. C. Quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An Lê Lợi lên ngôi vua. D. Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương dựng cờ khởi nghĩa. Như vậy, nhà Lê Sơ được thành lập trong bối cảnh khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Như vậy câu 5 chọn đáp án B. Câu 6, Nho Giáo có vị trí như thế nào dưới thời Lê Sơ? A. Bước đầu được truyền bá vào Đại Việt. B. Trở thành hệ tư tưởng chi phối đời sống xã hội. C. Không còn ảnh hưởng gì trong đời sống xã hội. D. Bị mất dần địa vị do sự phát triển của Phật giáo. Như vậy, dưới thời Lê Sơ, Nho Giáo có vị trí trở thành hệ tư tưởng chi phối đời sống xã hội. Như vậy, câu 6 chọn B. Câu 7, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Đại Việt dưới thời Lê Sơ ngoại trừ Việt. A. Nhà nước ban hành nhiều chính sách khuyến nông. B. Nhân dân có tinh thần nỗ lực, hăng say lao động. C. Người dân không phải nộp tô thuế cho nhà nước. D. Đất nước hòa bình ít khi xảy ra chiến tranh. Như vậy, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Đại Việt dưới thời Lê Sơ, ngoại trừ việc người dân không phải nộp tôi thuế cho nhà nước. Như vậy câu 7 chọn C. Câu 8, chính sách phát triển giáo dục văn hóa dân tộc của nhà Lê Sơ có điểm gì mới so với thời Lý Trần? A. Dựng văn miếu quốc tử giám ở Kinh Đô để thờ Khổng Tử. Câu xin lỗi, A. Dựng văn miếu ở Kinh Đô để thờ Khổng Tử. B. Mở trường học ở các địa phương trên cả nước. C. Dựng bia tiến sĩ để vinh danh những người đỗ đạt. D. Tổ chức các kỳ thi để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Như vậy, về chính sách phát triển giáo dục văn hóa dân tộc của thời Lê Sơ có điểm khác so với thời Lý Trần, đó là dựng bia tiến sĩ để vinh danh những người đỗ đạt. Như vậy câu 8 chọn C. Câu 9, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, vương triều Visaya của Champa. A. Có nhiều biến động. B. Ổn định về chính trị. C. Phát triển mạnh mẽ. D. Khủng hoảng sụp đổ. Như vậy, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, vương triều Visaya của Champa có nhiều biến động. Như vậy câu 9 chọn A. Câu 10, vùng đất thủy chân lạp chủ yếu thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? Bắc Bộ. A. Bắc Bộ. B. Trung Bộ. C. Nam Bộ. Và D là Tây Nguyên. Như vậy, vùng đất thủy chân lạp chủ yếu thuộc khu vực Nam Bộ của Việt Nam hiện nay. Như vậy câu 10 chọn C. 11. Nội dung nào sau đây không đúng về tình hình văn hóa Champa trong các thế kỷ 10-15? A. Chữ viết Cham dần hoàn thiện, viết chữ thoáng đãng. B. Hindu giáo giữ vị trí chủ đạo trong đời sống xã hội. C. Sáng tạo ra chữ Cham cổ trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. D. Phật giáo dần phai nhạt trong đời sống tinh thần cư dân. Như vậy, nội dung không đúng về tình hình văn hóa Champa trong thế kỷ 10-15 đó là sáng tạo ra chữ Cham trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Như vậy, 11 chọn C. 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tình hình vùng đất Nam Bộ của thế kỷ 10, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16? A. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nền văn minh Tây Á và Bắc Phi. B. Dân cư đông đúc, hoạt động ngoại thương, đường biển rất phát triển. C. Trên danh nghĩa vùng đất Nam Bộ đặt dưới quyền cai trị của Sim.
về dân cư thưa vắng gần như không có sự quản lý của triều đình Chân Lạp. Như vậy nội dung phản ánh đúng về tình hình vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16 là dân cư thưa vắng gần như không có sự quản lý của triều đình Chân Lạp. Như vậy 12 chọn câu D. Hai La Mã tự luận câu 1, phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thì đầu tiên nguyên nhân thắng lợi là do truyền thống yêu nước đoàn kết của dân tộc, vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân mà đại diện là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích. Về ý nghĩa lịch sử thì chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc, đưa đến sự thành lập của quân triều Lê Sơ, mở ra thời kỳ phát triển mới của Đại Việt, thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài. Tiếp theo câu 2, đánh giá vai trò của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thì Lê Lợi là người chỉ huy tối cao của khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân. Ông cũng là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Chích có đóng góp quan trọng trong việc đưa ra chủ trương tạm thời, tạm rời Thanh Hóa chuyển vào Nghệ An, sau đó quay ra đánh Đông Đô. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi đề thi học kỳ 2 của lịch sử địa lý lớp 7. Thì các em lưu ý đề kiểm tra này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là đề thi chính thức.